Chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về Jimny Onkyo, model là TSSA606X. Toàn bộ mặt trước được thiết kế là phay nhôm màu vàng chanh và nấm volume cũng được thiết kế bằng kim loại màu vàng chanh, rất là đẹp nha. Nói về thì nó sẽ còn cũng sách catalog thoải mái luôn. Onkyo TSSA606X và một vài thông tin kỹ thuật của Jimny Onkyo 606 nha. Điện áp là 100V và công suất nó cực khủng lên tới là 450W. Về công suất ra lo, công suất ở 6 ohm thông thường là 120W và công suất đỉnh loa 6 ohm lên tới là 185W một kênh loa nha. Công suất khá cao. Dòng này thì nó sẽ hỗ trợ kết nối HDMI 4 đầu. 4 ngõ vào HDMI, cộng quang, cộng analog, cộng quang để chơi nhạc mạng HDMI với cái chuẩn mới là 1.3A và sẽ hỗ trợ các định dạng đa kênh như là Dolby True HD, Dolby Master Audio. Về kích thước của Amply, chiều ngang là 435mm, chiều cao 174.5mm và chiều sâu 375mm, trọng lượng là 12,4kg. Còn sách khiển đầy đủ luôn nha anh em. Khiển Onkyo khác đời, khiển phụ kiện của hãng Onkyo. Dòng này thì nó vẫn áp dụng cái công nghệ độc quyền của hãng Onkyo như là công nghệ WAP nè, VNLSC kết hợp với bộ giải mã DAC, nó sẽ cho chúng ta chất âm sạch sẽ và chi tiết. Đặc biệt là dòng Onkyo 606X thì nó sẽ hỗ trợ cái trợ kháng loa từ 4 ohm cho tới 16 ohm, rất là rộng nha, không kén loa. Rồi bây giờ thì em sẽ test cái đầu vào đầu tiên, đó là cổng HDMI, ngõ vào là DVD nha. Cổng game, cổng quang. Cổng CD, cổng analog. Chiều bàn giao trên vùng đêm đêm biến rơi theo cánh quân anh đông ven lưng rừng đồ nghe muôn con trùng than trong đêm trường sâu thương thế hay là không lo sổ ra dùng tìm thức đi quanh vùng lo sạc ra bách lên lên qua bên lo center rồi hoạt động ok. Phải lo ở chế độ là on set stereo, đây là cổng HDMI in, anh em có thể lấy tín hiệu từ một cái nguồn phát HD từ bên ngoài, HDMI out xuất sang TV, và đây là cổng quang, anh em có thể lấy tín hiệu từ smart TV nha, và cổng analog cho nhạc từ đầu đĩa. Và nếu như chúng ta muốn sử dụng chip này để làm giải mã DAC thì đây là cái cổng rear phong nha. Rồi bây giờ thì em sẽ chuẩn bị một cái AMD từ bên ngoài để test chức năng làm giải mã DAC. Trong này thì có điều chỉnh equalizer nên chất âm của nó cực sáng luôn nha anh em. Vừa giải mã và vừa điều chỉnh equalizer, rất là hay. Rồi cổng màu tím là cổng sức điện nha. Hoạt động ok mọi chức năng. Onkyo TSSA606X điện áp 100V và công suất của nó là 450W nha. Máy đẹp long lanh luôn nha anh em. Rồi để điều chỉnh equalizer thì anh em từ cái remote nha, hoặc là trên cái phím trước này có được. Ta chỉnh là nút setup nè. Ta nhấn nút setup nha và di chuyển mũi tên là menu speaker setup và di chuyển tới menu equalizer setting. Ta sẽ chuyển on lên. Rồi, 63Hz tăng lên 250Hz. 1 ký, 4 ký,
và 16kg nha. Dòng này chỉnh được 16kg, chất âm rất là sáng nha. Rồi sau khi cài đặt xong thì nhấn nút chạy ra. Trong đó chỉnh full chức năng nha anh em. Máy đẹp long lanh. Kyo 606X. Đồ can sạch sẽ sáng màu. Có 14 sò Toshiba lớn nha. Với chiếc Mini Onkyo 606X mặt phay nhôm màu vàng chanh đẹp long lanh, có cả khiển và sách luôn nha anh em. Dòng này thì nó sẽ hỗ trợ kết nối HDMI, kết nối cộng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube trên Smart TV. Và ngoài ra với cổng Real thì anh em có thể sử dụng để làm giải mã DAC, vừa giải mã DAC và vừa có thể điều chỉnh equalizer rất là hay. Với công suất khá khỏe thì anh em vẫn có thể lắp thêm vần số vào để chơi karaoke tốt. Với chiếc Mini Onkyo 606X đẹp long lanh thì em sẽ bán với giá là 3.200.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0834563852 để ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em, vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.